À, xin chào bác, chào mừng bác đã trở lại với trang kính cổ kính xưa. Ngày nay thì em giới thiệu bác là có một cái kính đó là Amor, dáng cái này rất giống là Cartier, size 140 và kính được sản xuất năm 1960, từ giai đoạn 1960 đến khoảng 69 thì đó, đúng là giai đoạn 1960 đấy nhá, thập niên 60. Dáng rất giống Cartier. Ở cái dòng này thì là ngày xưa thì là giới văn nghệ sĩ cũng như giới diễn viên điện ảnh của Pháp và châu Âu rất hay đeo, đặc biệt là phái nữ là nhiều. Dòng này thì rất là hay ở chỗ là nam nữ đều đeo được hết. Đây hiện tại em đang đeo đây, và thỉnh thoảng em cũng cũng đeo dòng này khi mà đi những chơi gì đó hay là có một dã ngoại picnic. À, tại sao lại nói thế? Bởi vì là những diễn viên nổi tiếng ngày xưa ở Pháp, hay ví dụ đơn giản là diễn viên Marie Moret có những chụp cái kính dòng thế này ở tòa tháp Eiffel của Pháp vào những giai đoạn 50-60 đó, cũng như là đi dạo chơi trên cái dòng sông Seine của Pháp, thủ đô Paris. Tại sao là em lại có những cái kiến thức về như thế? Bởi vì nhất là những cái năm tháng mà em ra nước ngoài cũng như là đến với những cái nhà sưu tầm của một số châu Âu, trong đó Pháp, cũng như Đức và một số nước khác đã tìm hiểu, và đặc biệt là những cái bác ấy bây giờ toàn 80, 90 hết rồi. Đấy, không biết là còn hay không, nhưng không biết vì lâu thì cũng chưa liên hệ. Thì phải nói là các bác ấy là vào những thời điểm các bác nắm rất là rõ và là có một kiến thức rất là sâu. Thì người ta chơi từ những ngày đầu tiên và đến tận bây giờ thì phải nói là kiến thức rất là sâu. Và thứ hai là cái kho sưu tập của người ta rất là lớn đó. Thứ ba đó là khi mà bác ấy mà không chơi, bác có để lại giao lưu cho em, thì thật sự mà nói là cái giá cũng rất là êm đó. Thế nên chính vì thế là khi em bán ra cho các bác là giá là rất là êm. Amor bọc vàng 12K. À, các bác nào ở Hà Nội, gần Hà Nội có địa chỉ em ở ngõ 390 đường Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội. Số điện thoại là 0916566826. Các bác ở tỉnh xa hết sức yên tâm, em giữ phương tiện bưu điện ô tô, máy bay, tàu hỏa, phương tiện gì mà nhanh nhất, hợp tình, hợp lý, hợp phí gửi phương tiện đó. Thời gian gửi từ 1 đến 2 ngày, chậm là 3-4 ngày, tùy theo thiên tai, dịch bệnh, bão lũ. Ở cầu giữa nó có số là 5420. Chuôi ve nguyên zin, chuôi ve rất là mới, rất là đẹp, nguyên zin toàn bộ. Mắt màu nâu trà và hơi vắng dầu, size càng phải có số 140, Amor Frame răng C. Rất là rõ ràng, rành mạch chi tiết nhé. Về hình thức mua bán và chào bán hàng đều ghi bên dưới video hết. Đấy, mọi thông chi tiết về kính thì luôn luôn ghi bên dưới video, kèm theo cái địa chỉ lâu năm, số điện thoại lâu năm, giá cả rất là rõ ràng, rành mạch chi tiết. Hình thức mua bán và chào bán hàng. Càng trái số 140, còn lại sang 40. Tuy nhiên, size 3 size to tương đương sang 145. Cứ dòng này thì bác nào mà chán cao vô rộng sân đỉnh, trai thì trung tính, mà gái thì giàu lồng son, mặt vuông chữ điền, đeo rất nổi, rất đẹp đó. Amor bọc vàng nhé, giá là 5.600.000 hay còn 5.600k, giá là 5.600.000 hay còn 5.600k. Sản phẩm bán ra thì luôn luôn được bao check bao test toàn cầu trên toàn lãnh thổ, và bác yên tâm về giá cả và chất lượng sản phẩm. Về hình thức mua bán, về thời gian bán hàng đều ghi bên dưới video. Về thời gian rất thoải mái, từ 7 giờ sáng đến 2-3 giờ, cũng như từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối, bác đến bất kỳ thời gian nào cũng được, với một điều kiện là phải điện thoại trước, tránh tình trạng đến đột xuất quá, bị cửa hàng giao lưu đồ cổ xưa, và đặc biệt hơn là đi thẩm định giá đồ cổ trong nước như ngoài nước thì bác có điện thoại trước. Nhiều bác đến đột xuất, có bác đến 2-3 lần không mà gặp em, có bác đến là chờ mất 1-2 tiếng, thì đó là điều rất đáng tiếc. Bởi vì là cứ điện thoại trước đi thì em sẽ sắp xếp liên kết bán từ xa tại ngõ 390 đường Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội, lắng nghe, thấu hiểu và tư vấn cố vấn chuyên sâu về đồ cổ đồ xưa. Đó là giá trị cực kỳ lớn mà khi bác mua bán ở những nơi bán lâu năm thường uy tín ở Hà Nội cũng như Sài Gòn. Em và một số anh em chơi đồ cổ, mua bán đồ cổ là 20 năm 30 năm, ngay cả số điện thoại là hơn 20 năm, đã được khẳng định đến cái giá trị thương hiệu rồi. Các bác mua bán nơi đó để luôn luôn được đảm bảo tính pháp nhân pháp lý. Còn ngày nay rất nhiều đối tượng xấu bán qua trang mạng xã hội nhé, không phải chỉ số điện thoại nhé, kể cả số tam quy tứ quý cũng đều là số khuyến mại. Bởi vì sao? Bởi vì rất nhiều đối tượng là khi đăng lên trang mạng xã hội là không phải chỉ ghi mỗi số điện thoại tam quy tứ quý, mọi người lầm tưởng uy tín, thậm chí mọi người là bảo ôi cái trang cái kênh này lượng theo dõi nhiều nhỉ, 10 mấy nghìn, 20 mấy nghìn, rồi là mấy chục nghìn, mấy trăm nghìn, nó không có địa chỉ, đi cùng số điện thoại, nó hẹn nửa đường, hẹn linh tinh, hẹn lung tung, hẹn cà phê không hẹn được, anh đâu mang qua xe mình mua luôn thôi. Đến khi thắc mắc nó chặn số, chặn Zalo, nó chặn các kiểu, thế là mất trắng. Rất nhiều anh em bị dính trong chiêu trò về kính cổ cũng như là bút, như đồng hồ, quần áo, rồi dép ví thiết lưng hàng hiệu. Đó là đây, nó là hết sức cảnh giác cao độ. Đây là góc độ chia sẻ quan điểm, không lên lớp, không đổi đời, không kêu căng kiêu ngạo. Em rất hòa đồng với tất cả anh em trong nước cũng như ngoài nước, và lắng nghe thấu hiểu các bác, tư vấn cố vấn chuyên sâu đồ cổ xưa xuyên ngày lên đêm. Đấy mới là giá trị lớn mà khi đến với cái nơi quán lâu năm thật uy tín. Vâng, giá là 5 triệu
6 đây là bọc vàng nhá, 5 triệu 6 con bọc vàng con Amor phiên bản limited nhá. Đấy, dòng này rất là có diễn viên nổi tiếng ngày xưa, văn nghệ sĩ rất hay dùng, chứ còn không phải nhiều đối tượng bán Amor vàng lúc 3 triệu rưỡi 4 triệu. Đến khi mà mang đến em thẩm định em bảo con này con kính giả kính nhái chứ đâu mà vàng đúc. Đấy, mà vì sao hỏi địa chỉ số điện thoại đâu, và số điện thoại này chả thấy số điện thoại đâu nữa. Mua bán thì nhắn tin mà, nhưng bán nó đang trên tranh thương mại điện tử, chứ mà sau là nó chỉ gửi tin nhắn qua, xong hẹn nhau ở chỗ này chỗ kia, lúc thì nó hẹn cảng cát Hà Nội, lúc thì chỗ này chỗ kia, thế xong nó giao kính cho nên đi, thế thôi sau chả tìm ở đâu nữa. Đấy, đó là điều rất đáng tiếc. Vâng, và xin chào các bác phía sau, bác nào mà chưa có kênh của em thì nút đăng ký kênh màu đỏ có phải bên dưới nút điện quả chuông, để mỗi khi lên video hệ thống nút chuông kịp nhắn rất nhanh số điện thoại của bác, vì ngày nào hàng ngày đi video báo tin nhắn tút 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 điện thoại. Đấy, nó lại hay thế chứ. Vâng, xin chào các bác.